Xin chào toàn thể anh em nhé. Cái video này thì thôi, video này thì thứ nhất là không chia sẻ nữa. Cái em có được tặng một món quà này này các bác này, thì có thằng em ở dưới Vĩnh Phúc ấy. Thì đợt này thì nó đang bảo định làm cám ấy, thì bảo em nó gửi lên cho em một đây, còn các bác nhá, cái này 30.000 là tiền cước thôi các bác ạ, thì gửi lên. Thì như chia sẻ thì đang định bảo là thằng em nó bảo là anh nghiên cứu sử dụng đi, bởi vì hiện tại thì em đang sử dụng cán áp phở ấy, thì con chim nó ok ổn định, thì đang muốn test thêm một cái dòng sản phẩm nữa cho các bác. Thì ví dụ như là anh em nào đang sử dụng cán áp phở mà con không hợp ấy, thì anh em có thể chuyển qua cái dòng sản phẩm này. Thì cái này thì em test trước cho các bác xem thôi nhá, tức là test trước để xem hiệu quả nó có tốt hay không, hay là như thế nào. Thì đây nó gửi cho em một cái loại cám này, thì các bác ra luôn cho các bác đánh giá về từ hạt thiết các thứ này, nói chung là từ màu sắc đến mùi vị khá là hấp dẫn các bác. Đó, đây này, hạt đây các bác này, hạt tròn đều phết đấy các bác, để em ngửi thử nhá, thơm các bác, thơm lắm. Thì cái video này định bảo là test thử cái cám này. Thì như các bác đã biết rồi ấy, thì em bảo nhá, em sẽ thử test con này này các bác này, để ý nhá. Hôm nào em sẽ làm một cái video, ví dụ như con chim bắt đầu nó ổn định hơn đấy, thì làm một cái video test đi con chim nó đi chơi hay đi đấu dàn như thế nào ấy, thì test thử cho anh em là xem cái sản phẩm cám nó tốt hay không nữa ấy, thì đánh giá. Còn như bình thường thì em vẫn đang cung cấp cho anh em cái cám nam phở nhá. Còn cái này thì để em test đã, xem cái hiệu quả nó có tốt hay không nhá các bác nhé. Nói chung là cứ dùng đã. Với cả giới thiệu cho mọi người nữa, một cái dòng sản phẩm như thế này các bác ạ. Đây là cái hạt dinh dưỡng nhá. Hạt dinh dưỡng nhà các bác này. Nhiều bác cứ bảo là không mua được cào cào ấy hay là gì á, thì các bác có thể nhá, dùng cái sản phẩm này. Hiện tại em đã test được một tháng rồi, thì con chim nó rất là ổn định, thì đang cung cấp cho anh em ở trên kênh ấy các bạn. Thì về cái vấn đề này ấy, đối với những cái anh em nào ấy mà không có thời gian là thứ nhất này, hoặc là không cái gì nhỉ, có thời gian là thứ nhất này, với cả ví dụ không mua được cào cào hay là gì ấy, các bác có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này. Thì trước khi đi vào giới thiệu với mọi người cái dòng sản phẩm này thì em đang cung cấp, em đã test cho các bác một tháng, thấy sử dụng con chim sử dụng rất là ok luôn các bác này. Thì cái đặc điểm đấy nhá, nói chung là em test rồi thì em mới có những cái video chia sẻ với mọi người. Thì nhấn mạnh với mọi người luôn về cái sản phẩm này, thì thứ nhất là tiết kiệm được thời gian cho con chim chăn chim ấy các bác ạ. Thì bình thường nhá, các bác có thể chăn mồi tươi các thứ, nhưng mà các bác không thể đều bằng cái việc là dùng cái sản phẩm này. Thứ hai ấy, thì nói chung là anh em hay sử dụng cào cào, đúng không? Cào cào thì cào cào đông lạnh, thì nhiều anh em có bị ảnh hưởng là như thế này. Ví dụ như là vào con chim nó ăn đồ lạnh ấy, thường hay bị ho ấy, dẫn đến cái tình trạng bị ho ấy, các bác hay sử dụng thì các bác có thể đấy, con chim nó ăn đồ đông lạnh này. Thì nói chung là bản thân em thì em cũng sợ thôi, bởi vì nhiều lúc cái con cào cào em đem ra ấy, thì như hôm nọ em có làm video chia sẻ rồi, thì nhiều lúc con cào cào nó đem ra thì nhiều lúc mình để chưa được nguội hết ấy, thì nó thành ra bị lạnh, thì con chim dẫn đến cái việc là bị ho với cả hay vảy mỏ ấy. Thì các bác nào đánh giá được thì các bác sẽ biết cái đấy. Với cả tiếp đến nhá, nói chung là không phải lo cái chiến binh của mình bị run sán hay là gì. Nhiều anh em hỏi là ấy ăn cào cào hay là ăn dế hay là gì ấy, thì có bị run sán hay không, thì thực ra thì nó có, nhưng mà cái hệ bài tiết của chim nó sẽ ổn định hơn khi sử dụng cái sản phẩm này. Nói chung là cái vấn đề về run sán thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái đường ruột của con chim nhá, làm cho con chim suy yếu và ảnh hưởng đến sức khỏe của con chim ấy các bạn. Còn em chia sẻ với các bác này, cái dòng sản phẩm này thì nó sử dụng được cho tất cả các loại chim. Ví dụ như là các bác chăn chòe này, chăn mi này, chăn khiếu hay là gì á, thì cái thành phần này các bác này có thể thấy thì ở đây thì cái
nhà cung cấp ý, thì đây này, dành cho tất cả các loại chim rồi nhé các bạn. Thì thành phần của nó đa phần chính là thịt bò này. Thịt bò là chính nhé các bạn. Có dế cào cào này. Đây là con rắn đất và con sâu đất này. Đó. Thì nhá, như bình thường ấy, em chia sẻ này, một gói này ấy, một gói này là 100g thôi các bác ạ. Thì ví dụ như các bác nào mua về ấy, mua về nhá, thì có thể trộn từ 200g cám đến 300g cám, tức là hai lạng đấy các bác ạ. Còn giá thành của cái này là 80.000 nhá. Mọi khi các bác, nhiều bác chưa theo dõi hết cái video của em ấy, các bác lại đi hỏi thì các bác chịu khó với cả ví dụ như là xem kỹ lại đi thì cái vấn đề đấy. Với cả cái này này, nói chung là nhấn mạnh một cái điều với anh em luôn là dùng được cho tất cả các loại chim. Em đã test thử riêng về dòng chào mào, bởi vì ra bờ em cũng chuyên về chào mào thôi. Nhà em thì hiện tại bây giờ đợt vừa rồi vừa ấy thì chỉ còn có 6 con chào mào thôi các bác. Thì đấy, các bác cứ thử trải nghiệm thôi. Bởi vì cái lần đầu tiên em, hôm nọ em nhập về em thử kia ấy, thì một số anh em cũng đã đặt rồi và test thấy hiệu quả ok, thì đợt này thì em mới giới thiệu, chính thức giới thiệu cái dòng sản phẩm cám, cái hạt dinh dưỡng này thì cho các bác hiểu và các bác biết một điều. Thì bây giờ nhá, nói chung là anh em nào có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo cho em 083 423 6866, thì em sẽ tư vấn trực tiếp về cách dùng cũng như là cách bảo quản hay cách trộn. Thì các bác nhớ một điều này, đối với những cái dòng này ấy, mới về nha, con chim 1-2 ngày đầu nó chưa quen ấy các bác ạ, thì các bác nhớ nhá, thì sử dụng một ít thôi, đổ ra cống với cả trộn cám một ít cho nó ăn quen đi. Như bình thường nói chung là đa phần cái con chim thì nó sẽ ăn thôi các bác ạ, sẽ ăn nhá. Cái trường hợp mà cái con chim nó khó tính quá ấy, thì các bác cứ bỏ đòi nó khoảng độ 1-2 giờ thì nó bắt buộc nó nhặt cái hạt đấy nó ăn, ăn thì dần dần nó quen, thì 1-2 ngày thì nó ok thôi. Nó chung là không ảnh hưởng đến cái vấn đề về chất lượng, nói chung là thế các bạn. Còn một khi con chim nó đã ăn quen rồi thì các bác ăn cực kỳ tốt luôn, em nói thật với các bác là thế, chia sẻ với các bác luôn. Thì một cái điều này em nhấn mạnh với các bác này, đối với những cái dòng sản phẩm này nhá, các bác sử dụng thì các bác ăn kèm chuối ương càng tốt, thực ra là thế. Còn riêng cái phần chuối chín ý, đây. Cái phần chuối chín ấy các bác lưu ý này. Đối với cái phần chuối chín nhá, thì các bác không nên sử dụng chuối chín cho con chim đâu. Như anh em chơi ấy, như em chia sẻ thì cách chăm của em này. Cách chăm nhá, hôm nào em sẽ làm một cách chăm riêng đối với các bài dùng hạt dinh dưỡng này. Còn hiện tại thì cào cào thì em, nếu mà bắt được tươi sống thì tốt, ok. Còn hiện tại thì đông lạnh thì em đã ngưng sử dụng rồi, không sử dụng rồi. Có cái đánh giá cào cào riêng của em ấy, thì thực ra thì em không sử dụng cào cào đông lạnh nữa rồi các bác ạ. Nếu mà có cào cào tươi sống thì khuyến khích anh em luôn. Như bình thường, như em cũng tham khảo được một số anh em nghệ nhân chăm ấy, thì các bác hiểu nhá, bình thường ấy người ta chăm ấy theo một cách riêng. Thứ nhất là cho con chim nó ăn chuối thôi. Bởi vì sao? Chuối này, cà rốt này, táo này. Nhưng mà để mà thực sự đánh giá nhá, anh em chăn chỉ cần chuối thôi các bác ạ. Chuối với cà rốt nó rất tốt cho con chim. Cái chuối này nó có cái tính kích dục cao cho con chim ấy, làm con chim nó nhanh sung lắm. Táo nữa, nhưng mà táo này hiện tại thì trên thị trường các bác mua táo ấy, em nói thật với các bác là nhiều khi họ phun thuốc, dẫn đến cái trường hợp mà con chim nó bị xù này, nó bị yếu này, thì các bác lại đổi do cám. Nhưng mà không phải các bác ạ, các bác phải hiểu một cái vấn đề là ví dụ như cái trong quả táo đấy nó có thuốc bảo quản, em nói thật là thế, các bác cứ thử đánh giá xem, làm cho con chim nó bị phân nát đi, nó yếu dần đi. Đó, các bác chú ý một điều giúp em với. Còn bây giờ em khuyên anh em nên sử dụng chuối, từ chuối ương cho đến chuối gọi là ăn vừa đủ thôi. Còn chuối chín quá không khuyến khích anh em, bởi vì nó bị lên men. Bây giờ hiện tại cái ngày bây giờ nó đang chuyển sang mùa hè rồi các bác ạ. Thì cái chuối này ấy, để trong vòng ấy khoảng độ 3 giờ nó hay bị chua đi. Các bác nhớ nhá. Còn như chuối ương này, các bác cắm khoảng độ bình thường nhá. Một ngày các bác cắm khoảng độ 1 giờ, 2 giờ hoặc là cắt một lát vừa đủ cho con chim ăn trong khoảng đấy thôi, chăn cùng hạt này, ok, đều như thế. Đấy là đối với anh em, những anh em nào không có thời gian đấy, không có thời gian với cả mình không chăm đều được ấy, thì sử dụng cách này hiện tại. Còn em sẽ có một bài chia sẻ riêng đối với cách dùng như em đang áp dụng như thế nào cho anh em.
Thì cái video này chắc em kết thúc tại đây thôi. Thì đang định bảo thứ nhất là test dòng sản phẩm này nhá. Nói chung là thử test cái cán này cho con này xem. Nếu mà ok thì đấu tốt hay là như thế nào ấy thì khuyến khích anh em dùng. Bởi vì sao? Một số anh em dùng hợp cán A phở, một số anh em chưa sử dụng cái cán A phở thì nó không hợp ấy. Có thể chuyển qua dòng sản phẩm này thì test cho anh em xem có tốt hay không. Với cả giới thiệu thêm cho anh em một cái dòng hạt dinh dưỡng này nữa. À đây mọi người, em cho mọi người xem nhé. Là đây, cái vấn đề đây. Hiện tại thì em đang trộn cái cám nam phở với hạt dinh dưỡng này. Các bác có thể nhìn thấy này. Cái hạt màu nâu nâu này là cái hạt dinh dưỡng nhé các bác nhé. Còn hạt vàng là hạt cám nam phở đây. Đấy, trực tiếp em đang test và sử dụng. Đó. Chứ mọi người, thứ nhất mọi người, nhiều người nó đánh giá bảo là thứ nhất là em không có sử dụng mà bắt đầu là đăng video chỉ bán thôi. Thì thực ra đây em chia sẻ với mọi người là sử dụng luôn, đang hiện tại luôn, 6 con nhà em. Chỉ có này nữa thì chắc đợt này thì đổi sang cái cá mới thì vẫn trộn hạt dinh dưỡng vào cho nó ăn, nó ổn định. Còn đối với anh em về nhá, đổi cám rồi ấy, nếu mà anh em đang sử dụng cám nam phở rồi thì thôi trộn vào, trộn cùng hạt dinh dưỡng là quá ok. Đối với anh em mà mới đổi cám thì chưa nên trộn vội nhá các bác nhá. Các bác hiểu rõ một điều đấy, để cho con chim làm quen với cám đã, xong rồi bắt đầu ổn định cái đường ruột đi. Thì lúc đấy thì các bác mới nghĩ đến cái việc là trộn thêm hạt dinh dưỡng này bổ sung cho con chim. Em biết nhiều bác thực ra thì nhiều bác làm công sở các thứ thì không có thời gian ấy, thì nên sử dụng nhá. Em khuyến khích các bác. Thôi, các bác có gì cứ liên hệ Zalo cho em. Thì 0834236866 nhá. Thôi chào các bác. Hẹn các bác ở những cái video tiếp theo nhá. Bye bye.